Hello, hello, xin chào mọi người. Xin mời mọi người ăn món trứng ốp lết cua rất là nổi tiếng tại Thái Lan, đạt sao Michelin nhiều năm liền tục. Và đây thật sự là một câu nói có tiền chưa chắc đã được ăn nha mọi người ơi. Vì mọi người đến mà không khéo mà đặt bàn không đúng là không bao giờ có chỗ để vô ăn. Và khi mà đến nơi thì ôi giời ơi, một hàng những người đang chờ. Đến đây là lần thứ hai rồi mình chưa được ăn, mà hôm nay là một ngày rất là may mắn nha mọi người. Đến đây là có full list và bây giờ đến đêm luôn. Nhưng mà có một cái cô khách người Hồng Kông là cố đặt hai số, cố cho mình một số, cho nên các bạn nhớ luôn đến con cua này ăn á, thì các bạn phải đi từ buổi sáng sớm luôn, tức là 9 giờ sáng phải có mặt ở đây đặt số và đi chơi đâu đi. Đến số của mình quay lại mình ăn nha. Chứ còn mình thích đến giờ nào mình đặt là sẽ không có số đi vô đâu. Sau khi mà được cô người Hồng Kông tặng số thì mình đứng chờ thêm 2 tiếng mới được ngồi vô bàn nha. Chưa có đồ ăn, chờ lâu quá, mình đi quay cho bạn coi nguyên một con đường nè. Có một điều rất là đặc biệt, ngay quán bạc cua, mình hay gọi là quán bạc cua tại vì bán món cua nổi tiếng, thì sát bên là quán bạc Thái cũng đạt sao Michelin nhiều năm liền.